Đây là phụ kiện của bộ huyết áp này. Phụ kiện nhịp tim. Nhịp nguồn này. Nhịp bộ huyết áp. Đây là SpO2. Đây là bao nhiệt độ. Mở ngược hả? Monitor xem mình đã sắp rồi. Bấm nó nguồn ở chỗ này. Chưa gắn nguồn mà. Không, con này có pin ạ. À có pin hả? Sử dụng pin. Con này vừa sử dụng pin vừa sử dụng nguồn được. Pin thì mình thay ở đâu anh? Pin này mình thay ở chỗ này. Nhưng mà pin này là pin sạc lại được. Cho nên là mình không cần thiết để thay. À. Có nghĩa là hết pin thì mình cứ sạc lại. Và, mình sạc bằng cái này luôn. Mình sạc luôn. Mình cắm trực tiếp vào đây luôn. Là được. Khi nào mình biết ở đây? Thì nó có báo ở đây chị. Đây này. Khi cắm sạc vô này thì nó sẽ báo ở đây này. Và đây là khi mình đang sử dụng dòng là pin này. Đây là dòng là nguồn AC này. À rồi. Đây, trên đây này có báo ký hiệu là pin này. Đây là báo là pin đầy. Đấy. Ok. Có mặt bên hông này, chị có thể quan sát này. Nó có ký hiệu rõ ràng này. Ví dụ T1 là nhiệt độ này. Đây là SpO2 này. Nhiệt tim này, huyết áp này thì mình cứ cắm đúng rồi được. Tại vì trên đây nó cũng có phân biệt hết rồi. Dạ. Không bị theo màu. Vâng. Hai nữa mình quan tâm đến một cái nữa là đối với mỗi cái này nó đều có một cái G, cái dòng chảy G này. Okay. Thì lúc nào nó cũng sẽ hướng lên trên như này, hướng ở trên cao để cho mình cắm. Đấy. Chưa khớp. Đây, đây mình đẩy vừa được. Okay. Đây. Được rồi, mình chân kẹp lại vào tay. Và hai lưu ý nữa là mình không bao giờ được để cái dây nó bị cong. Cái đầu này lúc nào phải thẳng này. Tại vì nếu mà mình để cong á thì rất là dễ mình gãy dây và làm bị hư cái này. Mình đưa thì mình thường thì người ta sẽ để tay như thế này, nó sẽ chạy thẳng như này luôn. Ok. Thì nó sẽ hạn chế nhất là cái việc bị gãy dây. Đây là kết quả khi mà đưa. Đây là nhịp mạch. Đây là SpO2. Khu vực này thì cũng là tại sao ở đây là ECG và là nhịp mạch. Tại vì đang đua cái dòng máu nó đẩy cho nên gọi là nhịp mạch. Còn khi mà đua điện tim á thì ở đây nó vẫn hiện thông số lên nhưng mà lúc đấy gọi là nhịp tim. À. Mà nếu mà mình gắn hai cái thì sao? Gắn hai cái thì nó khi mà mình đo cái nào nó hiện cái đó rồi đúng không? Vâng. Có nghĩa là khi mà mình ấy thì mình gắn hết tất cả các dây này vào máy thôi. Thực ra thì nếu mà tùy thuộc thôi bên mình đang sử dụng với mục đích là gì. Thông thường á thì khi gắn điện tim á thì sẽ không ít người gắn SpO2. À, có nghĩa là không gắn sẵn mà kiểu là mình sử dụng cái nào thì mình nó gắn cái đó đúng thôi. Rồi. Khi nào mình dùng cái nào thì phải gắn cái đấy. Tại vì nó cũng tránh ảnh hưởng đến bị hư dây với lại dây nó bị lằn ngoằn cái gì. À dạ. Dây nhựa nó sẽ rất là nhưng mà cái vấn đề là nếu mà mình tháo ra tháo vô thường xuyên thì nó có ảnh hưởng gì tới cái chui không? Dạ không. Cái chui này thì không bao giờ ảnh hưởng luôn. Đây nhìn này. Nó là dạng sắt như này. Dạ. Cắm rất là chắc nên là cũng không bị lộ ảnh hưởng. Em sợ kiểu như tháo ra tháo vô thường xuyên như này nó sẽ bị lờn á. Không chịu. Cái này thì không bao giờ bị lờn đâu. Cái nút dưới này là sao? À đây, nút này là nút đo huyết áp nhanh. Đây là dây đo huyết áp. Mình kết nối dây đo huyết áp vào máy. Lên cắm vào đây. Đó. Khi kết nối dây đo huyết áp xong, mình lấy thêm cái này. Gắn vào đây. Cái này mình lưu ý một chút nhé. Là à, cái miếng này giặt được không? Ai giặt cái này bao giờ? Có nghĩa là sau ấy thì thay đúng không? Vâng, cái này cũng được hư đâu, ai giặt cái này bao giờ cũng bị dơ nha, dơ nha. Thế thì phải lau tay bệnh nhân trước, phải dùng sau trước. Sau một thời gian là dơ. Đây này, chị để ý này. Bấm cái này, nó nhả ra này. Ok. Cho nên luôn cho chị không? Để cái ống ngay đây đúng không? Vâng, cái ống nó phải nằm ngay này. Cái miếng này muốn, nếu mà mua lẻ thì đắt hơn. Ừ, cái giá thì em cũng không rõ, thì sẽ không này chị. Thường có ai mua lẻ hả? Bạn. Đây. Vâng, thực ra mấy cửa hàng á, đầy mà. À, có nhiều chỗ bán. Vâng, cái này ở đâu bán được. Thì nó không cần thiết là phải ấy. Miếng này nhiều người bán lắm, tại vì nó có nhiều máy giống này. Dạ. Chứ là nó dùng cái phần này, chăng. Có vẻ lâu nhỉ? Chắc tầm cỡ 1-2 phút đó chị. Đây, nó hiện lên. Nó cần thời gian để cho cái gọi là cái khí nó đi á, nó đo lường. Lúc mà nó rút hết khí, cái nhịp cuối cùng với nhịp đầu tiên là huyết áp tâm thu tâm trương ấy. Đây là kết quả. À, có một cái nữa. Đối với máy này, phần huyết áp này lưu ý này. Chị bấm một cái chỗ huyết áp nha.
Nếu chỉnh lại dùng sao bấm. Ý là mình để em basic được. Đây chị xoay. À, chị xoay để chỉnh lên xuống. Vâng, xoay để chỉnh lên xuống. Khi nào nó nhảy lên cái chữ cái nháp này, LIPP này. Bấm rồi, bấm nhấn nút nha. Nhấn một phát. Này, trong đây là có điều chỉnh thông số này, có từng phần cụ thể này. Ví dụ nếu nhé, điều chỉnh thì cứ xoay nút lên xuống, khi nào chọn thì ấn một phát. Vâng. Chị có quan tâm một là cái phần này, tức là bao nhiêu lâu thì máy sẽ tự động bơm lại, đua lại cái nháp cho mình. Ví dụ mình ở thẩm mỹ, thông thường người ta sẽ để là 5 phút đua lại một lần. Thì mình chỉnh ngăn năng. Còn nếu mà mình không muốn thì mình lại chỉnh về đây, normal. Là có nghĩa là khi nào mà mình đo thì nó chỉ đo thôi, còn nó sẽ không tự động đo lại. Vâng, còn nếu mà mình muốn tự động đo lại, tại vì người ta kiểu cứ muốn bao nhiêu phút đo lại để có bị ảnh hưởng gì không? Thường bên tiểu phẫu rồi này nó mới sử dụng. Hai nữa là đây, phần này là cài đặt cảnh báo. Cảnh báo là khi mà vượt qua mức độ này hoặc là cao hơn, đây, cảnh báo cao hơn này, cảnh báo thấp hơn này, thấp hơn thì nó sẽ cảnh báo, và cao hơn mức này thì nó sẽ thật cảnh báo. Tại vì mức của mình đang là 107 nên là đang trong khu vực này. Còn ở đây này, đây là chương đầu thu, đây, đây là 64 này, đây 60 cảnh báo này, đấy. Ở dưới là gì? Ở dưới là cái kiểu cảnh cài đặt của cái chế độ gì, nó có nhiều chế độ á, nhưng mà mình đang để mình quan tâm đến chế độ này thôi. D I A. D I A là gì đấy? Là Diago đấy. Cái chẩn đoán đấy. Thì mà nó là cái thông số nào ở trong đây? Tức là mình phải chỉnh sang cái này này. Đây. Đó, thấy không? Mà cái máy này thông thường là dùng monitor. Đó là hai nữa, máy này cái thường thì em thấy cái này người ta dùng chủ yếu là FPO2 với lại huyết áp thôi. Và chị muốn cài đặt nhá, thì chị bấm vào chữ menu, chị bấm cài đặt. Trong đây có cài đặt bệnh nhân này, cài đặt các chế độ này, ví dụ là chế độ default này, các kiểu lưu lại theo kiểu dạng bản đồ với lại dạng thông số. Cài đặt là mỗi lần mà record mình ghi của huyết áp này, cài đặt cảnh báo. Đây là cài đặt hệ thống này. Thông thường mình sẽ vào cài đặt hệ thống để điều chỉnh. Trong đây thì có một cái phần gọi là phần cài đặt cảnh báo, tức là ở đây nhé, cái này cảnh báo thì không bao giờ tắt được. Đó, còn nó sẽ ở đây 32 giây thì nó sẽ thông báo lên một lần, sẽ kêu một cái tít này. Còn này là key volume, tức là khi mình bật mình bấm nút thì nó sẽ kêu. Thì ở đây nó tắt sẵn cho chị luôn, chứ đỡ bị mất công. Tương tự với lại mấy cái mà cài đặt điện tim, ví dụ này điện tim này. Đó. Thì mình cũng cần quan tâm cái thứ nhất chỉ là cài đặt cảnh báo thôi. Cảnh báo cái mức bao nhiêu? Đây, nếu mà nó trên 120 thì tim cảnh báo, tim cao 120 thì sẽ cảnh báo. Đây, thấp hơn 50 thì là cảnh báo. Đó phần mấy cái này mình chỉ quan tâm đến cái phần cảnh báo là chứ. HR là loại cảnh báo của nó đấy. Là HR đâu? Đó, HR đó, ALM đó, cái đầu tiên đó, đó là HR là loại cảnh báo, của HR, ALM, ALN là cảnh báo. Là cái Alan á. Đang mở đúng không? Vâng. HR nó là quy định mức loại cảnh báo của nó. Nhiều loại. Nếu mà mình bấm lộn cái gì thì mình có thể bấm thì chữ default á, là nó tự động mà lưu về mặc định hết. Cơ bản thì máy này dùng như vậy. Tao bấm chữ default ở đâu à? Chữ menu. Thì mình cứ xoay là nó cứ chạy hết chỗ này qua tới chạy khoét vậy. Vâng, vâng. Chữ bấm chữ exit đi. Menu này. Đây, default. Đó. Là nó quay về cài đặt mặc định. Vâng. Đây là người lớn, chị em con nít. Đó, máy này mình đang dùng cho người lớn. Tại vì những cái dụng cụ đi kèm ở đây đều đang dành cho người lớn, tên này gọi là dành cho người lớn. Chồng đứa đang chọn ở đây cái nút này. Vâng, nó có chấm chấm chị. Đấy, chị bấm vào đây là được mà. Thôi ra, xong. Menu. Cái này là menu. Ủa? Cái đặt bệnh nhân, thông số. Thật ra cái này em thấy cũng không nhiều người dùng lắm. Tại vì nó nhập lâu lắm. Sao thoát đi đâu? Bởi sao thoát? Thế nhanh cho bấm lúc này. À, thoát ra luôn là bấm lúc này. Vâng, thoát nhanh. Cái này là điều chỉnh. Này là bấm huyết áp nhanh. Đây là nút record. Nút này là nút dùng để tắt âm, tắt cảnh báo. Nút này là đóng băng. Đóng băng? Vâng. Đóng băng là sao? Đóng băng là chỉ để hiểu là khi mà người ta xài á, người ta sẽ thấy một cái khúc cái khúc này nó có vấn đề nè, người ta muốn lưu ý khúc này, người ta muốn tự nhiên thấy khúc mắc là khúc này như bị gì đấy. À, cho nó đứng lại. Đứng lại để người ta phân tích.
muốn sao chị ấy nhấn nút này đó thì nó sẽ thoát ra. Nhấn nút này, nút này là trở về màn hình chính. Ấy là bấm nút nào nó thoát ra? Nút này bấm lại lần nữa, bấm hai lần nữa nó thoát. Nó chưa nhả này. Ở đây nó đang đo, nó chưa đo xong mà ta mình bấm tắt rồi. Là giờ nó đang nhả đúng không?